Rồi, ok, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn ạ. Điếc tai quá. Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Túng Tiền, với loạt tiếp theo về xe đồ kéo. Đố các bạn biết mình đang chạy con gì đây ạ? Chắc có lẽ thì chẳng cần đố đâu. Các bạn xem những hình ảnh render phần đầu của video thì cái phần hình ảnh đại diện của video các bạn cũng đoán được mình chạy con gì đúng không ạ? Vâng. Hôm nay sẽ dùng con xe đó là con Mark Ford. Đấy. Con mà chắc có lẽ rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm đây. Intel dòng Mark Ford ấy. Đây là trong những dòng đầu kéo phải gọi là hiện tại nó rất là thịnh hành ở Việt Nam. Đấy. Rất là nhiều. Đâu đâu trên các cung đường mà Bắc Nam thì toàn gặp là Mark Ford nhiều. Cũng bên cạnh đấy thì cũng có một số dòng khác như dòng Columbia, Fastnite Columbia, Century đó, và các cái dòng đầu Trung Quốc, nhưng mà chiếm đa số trong các tất cả các cái thể loại đầu kéo ở Việt Nam thì chắc có lẽ là Mark Ford của thằng Hoàng Huy là khá là nhiều. Thì đối với dòng này thì có nhiều phiên bản cabin khác nhau lắm, từ cabin đơn, cabin đôi và cabin dạng đầu nóc cao này này, nóc cao này để chạy cung đường Bắc Nam. Đấy, tàu phải đi ngang qua các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ lùi chuồng vô để mắc hàng, để nhận hàng. Thì nhận hàng hôm nay thì mình sẽ là 26 tấn từ Mộc Châu đi Điện Biên, đi cửa khẩu Tây Trang Điện Biên, khu vực biên giới Việt Lào đấy các bạn. Đó. Hiện tại thì mình đang lùi xe vô, đang ra xe vô để bốc hàng lên. Thì nói chung là cái thời lượng video nó tương đối là dài, cho nên thời lượng video mình sẽ chia thành nhiều tập khác nhau. Và nói chung thì mình sẽ dùng cái thủ thuật gọi là bước nhảy thời gian, sẽ có một vài phân đoạn nó bị cắt ngắn đi để tối ưu hóa cho cái video dài khoảng 27 phút của mình. Thực ra video gốc của mình dài được tận gần 1 tiếng rưỡi cơ, dài lắm ạ, cực kỳ là dài và dung lượng nó rất là cao, cho nên là mình sẽ chia thành nhiều tập khác nhau đó. Về nội thất Mark Ford thì các bạn chắc các bạn đời thật như thế nào thì trong game cũng như vậy thôi, cũng không có khác gì nhiều đời điều đặc biệt đâu, cho nên mình cũng chẳng có điều gì để review đâu. Chủ yếu trong tập này thì mình sẽ chú tâm vào việc trải nghiệm cái việc lái và việc sử dụng chân ga côn sao cho nó tạo ra một cái hiệu ứng về âm thanh nó tốt nhất có thể và nó thực tế một chút có thể so với đời thật các bạn nhé. Đó. Bây giờ thì mình đang cho hàng lên và hiện tại thì hàng đã lên rồi nha bạn nhé. Đoạn này thì mình hơi cắt ngắn khoảng đâu tầm 1-2 giây để bỏ qua cái công đoạn gọi là công đoạn dùng cam không để chỉnh thời gian đấy. Đó. Thời điểm mình làm video thì bình luận cũng hơi muộn, 11 giờ đêm cơ. Quay thì lúc 6 giờ, 11 giờ đêm, tới tận 10 giờ mình bắt đầu cắt. Lên đường thôi. Cắt và biên tập video. Tận 11 giờ mình bắt đầu ghi âm để bình luận. Quy trình làm ra một cái video thì nó không phải là chuyện đơn giản, cho nên là mình sẽ không, kể từ giờ trở đi thì mình sẽ ít sử dụng nhạc các bạn nhé. Chủ yếu là mình sẽ sử dụng các hiệu ứng âm thanh thực tế của game và bình luận của mình các em. Đôi khi thì mình không thích bình luận thì mình sẽ chuyển sang đọc truyện, mình sẽ chuyển qua đọc truyện đấy. Giọng mình không nên nói quát vậy, mình cũng có thể nói theo kiểu giọng đậm, giọng miền Bắc lục luôn, cho nên là mình nghĩ rằng giọng Bắc cũng không nói quát tệ đâu, cho nên là tùy vào cái cách duyên nói chuyện của bạn và cũng tùy vào kiểu các bạn truyền đạt ý nghĩa, cho nên là mình nghĩ mình không nói quát tệ, cho nên mình giọng mình không quát tệ, cho nên là trong tương lai thì mình sẽ không mở nhạc nhiều đâu, cho nên là mình sẽ chú trọng vào cái việc gọi là mình bình luận, cũng như là không bình luận thì mình chuẩn sẽ kể chuyện trái. Dạng như kiểu là nhấn nhá, như là tạo các hiệu, tạo ra gọi là các cái xu thế âm thanh giống như kiểu là việc mình tạo ra, tự mình tạo ra các cái điểm nhấn nhá trong việc phát âm, rồi chuẩn bị rẽ phải, chẳng hạn như phát âm, chẳng hạn như là ngữ điệu đấy đó. Vâng, nó phép tí thôi các bạn. Thực ra thì quãng đường thời gian 27 phút mà ngồi bình luận không thì nói chuyện cũng không thì nó cũng nhàn lắm, cho nên là đôi khi mình
bịa ra một vài câu chuyện nào đấy để nói chung là cho bạn nghe tiếng vậy. Rồi, đây là cách mình đạp ga đây, sao cho thực tế nhất có thể với đời thật. Đoạn này mình cắt đi các bạn nhé, bởi vì thực ra đoạn này thì nó cũng tương tự như nhau, cho nên mình sẽ cắt qua cái đoạn này, sử dụng bước nhảy thời gian và các hiệu ứng về truyền cảm để cắt qua cái đoạn này. Đoạn này ở phút thứ 5, nhưng mà trên thực tế trong video gấp của mình nằm ở phút thứ 15 cơ. Bởi vì cái đoạn đầu dây xe thì mình đã cắt rồi, để tối ưu hóa video các bạn. Ra có quay đầu lại chăng nữa tí thì mình phải dây xe vô, cho nên cũng mình không nghĩ không cần thiết cho lắm nên mình cũng cắt luôn. Hiện tại mình đang ở trên đường 6. Em biết dốc này là dốc gì mình không biết. Hiện tại mình xuất phát lúc 4 giờ sáng và tới cửa khẩu Tây Trang như đâu tầm, nói chung mà trải qua khá là rất là nhiều thời gian, quãng đường đâu tầm khoảng 700-800 cây gì đấy à, phải không ta? Nhưng mà mất rất nhiều thời gian các bạn. Bây giờ mà chạy một mạch theo kiểu không cắt ngắt này kia thì thực tế thì video dài lên tận hơn 2 tiếng, phải ngồi hơn gần 2 tiếng và hơn 2 tiếng các bạn. Vì mình sử dụng tốc độ thực tế của container ngoài đời thật mà các bác tài hay chạy luôn. Bởi vì chạy cung đường này thì với trọng lượng hàng hóa trên xe như này thì chẳng có ai nào đạt tới tận 100 km/h đâu. Mà hiện tại thì mình đang sử dụng hệ thống cái bộ số sàn, cho nên thực tế thì mình không thể nào mình đạp lên được 100 đâu các bạn. Bây giờ mình hiện tại bây giờ đang chạy đây là ở tầm số 7 đây, số 8 đây. Đấy, 12 số bạn nhé, mình dùng 12 số. Sẽ có một đoạn ở khu vực đèo mình hơi bị đuối máy do chủ quan. Đây nhá các bạn nhé, Mộc Châu. Xem nào, Mộc Châu, Sơn La. Xem nào, im, mình sẽ Mộc Châu, Sơn La. Để mình xem lại xem. Quãng đường 370 mấy cây. Các bạn tưởng tượng 370 mấy cây các bạn, hình như 370 mấy cây à. Mà chạy với tốc độ thực tế của container thì bò lên đèo lên dốc này kia thì các bạn thử đoán xem là với hành trình từ Mộc Châu lên Điện Biên thì khoảng bao nhiêu tiếng trên thực tế đấy. Còn trong game thì nếu mà chạy thực tế thì trong game thì trải qua các múi giờ trong game ít nhất phải mười mấy hai chục tiếng, gần một ngày các bạn nhé, gần một ngày trời đấy. Nếu mà đo thực tế trong game mình chạy và với tốc độ thực tế của các bác tài container ngoài đời thật thì khoảng gần một ngày đấy. Các bạn nghe hiệu ứng âm thanh trong cabin thế nào? Cực kỳ là giòn đúng không? Rất là giòn tai. Và đặc biệt là khi lên các tầng số á, nó tạo ra có một cái hiệu ứng âm thanh khá là nhỏ, đó là nghe tiếng tách khá là nhỏ. Đó là hiệu ứng âm thanh khi chuyển số bạn. Thì trong cái video lần này thì mình cố gắng mình nhấn mạnh ở cái việc đó là chạy đồng bằng, đèo dốc ít và lên khu vực Tây Bắc với biên độ đèo dốc cao hơn, đó là đèo Pha Đin. Đó. Thì trong video này thì mình chỉ truyền đạt được hai ý nghĩa thôi, bởi vì trong video phần này thì mình làm tới 27 phút cho nên là mình sẽ chủ yếu chạy ở cái đường bằng và một chút vượt đèo Pha Đin. Đó. Còn trong tập tiếp theo phần 2 là phần cuối thì sẽ là sổ đèo, đồ đèo và lên cái khu vực biên giới. Thì khu vực biên giới thì cái dốc khá là cao, khi đấy thì việc sử dụng số má thì nó cũng thấp hơn, cho nên là sẽ tạo ra hiệu âm thanh nó to hơn, tiếng máy gầm ác hơn và chạy sướng hơn. Đấy. Thì phần cuối của video thì mình sẽ dừng chân ở cái khu vực dừng chân ở trên đỉnh đèo Pha Đin, chuẩn bị xuống dốc các bạn.
mà lần trước mình cũng dừng con hổ vồ đấy, mình dừng tại đó, điểm dừng quen thuộc để kiểm tra nước mui bẩn nhá. Đấy, chuẩn bị xuống dốc mà, cái đoạn đó là chuẩn bị xuống dốc thì ông phải dừng lại kiểm tra lốp liếc rồi nước mui nước này kia để làm mát lốp và làm mát thắng, bởi vì cái tần suất sử dụng thắng ở được đèo rất là cao, dẫn đến việc là nó sẽ gây ra hiện tượng đó là quá nhiệt, bó bố hoặc thậm chí là mất phanh. Giải pháp thì thường thường các quán tài đường này thì hay có một cái hũ nước đối với dòng 3 chân 4 chân các bạn, trên cái mui thùng á chỗ đầu cabin sẽ có một cái hũ nước. Đấy là khu vực Phú Thọ với Tây Bắc đấy. Thái Nguyên với Tuyên Quang như nào thì mình chưa rõ, nhưng mà ở Phú Thọ là như vậy. Bởi vì mình từng đi lơ thấy xe Phú Thọ ngoài đó thì nó dùng như vậy. Còn trong Nam thì họ dùng thùng phi để sau đuôi taxi ấy, rồi làm các ống. Nhưng mà thường thường những xe đó thì họ thường thì chỉ chở quá tải họ mới sử dụng tới thôi, chứ còn chạy đúng tải thì ít khi họ dùng tới hũ nước rồi. Bởi vì khi đi đường bây giờ, hiện tại đi đường bây giờ mà gặp xe nào mà dùng hũ nước là biết ra nhà xe đó đang chở quá tải, làm mát lốp hay làm mát thắng. Đó, các bạn vừa nghe cái tín hiệu âm thanh nó tách phát nhỏ nhỏ. À, quên mất, hôm nay mình sẽ sử dụng một cái công nhập khẩu công 53 feet các bạn nhé. Công 53 feet 30. Rất là dài, cực kỳ là dài, siêu dài luôn. Dài khoảng 16 hay 17 mét gì đấy. Cho nên là chạy rất là phê pha luôn. Công này công nhập bạn nhé, công nhập Mỹ đấy, nhưng mà nhập tàu đâu. Nhập tàu là sẽ có nhiều, nhập tàu hình như là bánh đơn, đây là bánh đôi mà. Ra đây nó cũng có bánh đơn, nhưng mình không lắp bánh đơn, mình lắp bánh đôi hơn. Bánh đôi chạy vẫn lợi hơn các bạn. Trong dàn 9 quả sau ấy thì 2, 4, 6, 8, 12 quả chứ. 12 quả đằng sau mà một quả bị xẹp thì vẫn có thể chạy cố được. Đúng không? Một bên trục vẫn có thể chạy cố được. Và hôm nay thì bác tài cũng rất là chịu chơi, bởi vì chơi nguyên dàn 24 quả mâm mà. 82 là 10. 22 chứ. Ui, đây có con xe con bị lật này. Vãi nồi. 22 quả mâm đều là mâm Alcor hết. Mâm nhôm hết bạn nhé. Rất là đẹp. Bác tài rất là chịu chơi. Đầu tư nguyên dàn mâm Alcor hết. Đã thật. Nhìn bóng loán luôn các bạn. Nhận là trên D1.36 thì hiệu ứng âm thanh nó còn rất là tốt, nhưng mà lên trên D1.37 thì cái hiệu ứng âm thanh nó hơi tệ. Một số mod thì hơi tệ. Âm thanh nó, trong cabin nó, đôi khi nó ổn thì ổn hơn bên ngoài nữa cơ. Chả hiểu sao lên 1.37 hiệu ứng âm thanh nó tệ thế biết này. 1.36 nó còn đỡ cơ. 1.37 là ép mod làm ăn chắc kiểu này còn fix dài. Bởi vì lên trên 1.37 là cái hiệu ứng âm thanh nó, tuy rằng là cái độ nhạy của cái bướm ga nó trên D1.37 nó tốt hơn, nhưng mà ngược lại thì cái hiệu âm thanh trong cabin với bên ngoài cabin đó, nó tệ quá. Bên trong thì nó ồn hơn cả bên ngoài. Rồi, mình lại tiếp tục cắt qua đoạn này nữa các bạn nhé. Rồi đó, tục cắt thêm đoạn, đây đoạn cắt cuối cùng. Tổng cái thời lượng 27 phút này sẽ có tầm 1, 2, 3, 4, 5 đoạn cắt, cái tổng thời lượng như đâu là khoảng vài chục phút gì đấy để có được 27 phút tối ưu. Thực ra thì mình cũng đắn đo nên chọn đoạn nào. Thực sự thì trong video này thì mình chủ yếu là cái truyền đạt cái ý nghĩa của cái video và cái buổi live ngày hôm nay, đó là việc nhận hàng
từ khu vực đồng bằng lên miền núi và lên cung đường Tây Bắc đó. Thế thôi. Thì khu vực đèo đường 6 thì kể từ Mộc Châu đi thì đường nó cũng gọi là đường nhỏ hẹp, cũng là đường quanh co đèo núi, nên là chỗ đó thì biên độ dốc nó thấp hơn. Còn lên khu vực Điện Biên Lai Châu thì cái biên độ dốc nó cao hơn. Đây là buổi sáng sớm, các bạn thấy đẹp không? Hiệu ứng thời tiết rất là đẹp, hơi ấm, màu hơi ấm, nhưng mà nó thực tế các bạn nhé, bình minh buổi sáng sớm đấy. Đây mình đã về số 4 rồi đấy, bắn chụp ảnh tạch tạch liên lịa ấy. Đấy, các bạn thấy cái thùng dài không, thùng của mình dài không, thùng cong của mình dài không, 53 feet này, nhưng mà chở có 26 tấn thôi. Máy này hình như là 505 mã lực. Máy 505 mã lực. Như DX11 là DX15. Thế là động cơ mình đang sử dụng cho con mắt phổ ngày hôm nay đấy, cho video ngày hôm nay. DX11-15 6 xoay thẳng hàng tua tăng áp 505 mã lực. Kéo một cái công 53 feet 30 chở 26 tấn. Đôi khi lên dốc không kịp, đôi khi lên dốc mà hơi chủ quan một tí là mất đà. Có đoạn chuẩn bị hết đèo và chuẩn bị gần hết lưng chừng đèo Pha Đin á. Đèo gì đấy? Mình bị mất đà, mình chủ quan quá, mình cũng bị mất đà. Quan quá bị mất đà nhỏ bãi luôn. Bây giờ về số ngọt tí nữa thì nó chủ quan về số mẹ nằm giữa lưng chừng dốc của trôi xe chứ. Đấy, lên già nhé các anh em, lên già. Đấy, mỗi lần về số nghe tiếng ối tạch, hiểu không, thay rất là thực tế quá. Ôi đẹp vãi luôn anh em ơi, dàn bơm bóng loáng. Chắc có lẽ đó là vì sao các bạn mê xe đầu kéo hơn là xe khách trên kênh của mình. Vì cái video mà lượt view khủng nhất là gần 200.000 view lại thuộc về con đầu kéo cơ, rất là khủng. Và các bạn nếu yêu quý mình và yêu quý các cái dòng xe đầu kéo thì đừng quên để lại cho mình một like, share và comment. Vì mình biết là các bạn dạo này sẽ có các bạn thích xem đầu kéo trên kênh mình nhiều hơn, cho nên mình sẽ chạy đầu kéo nhiều hơn cho các bạn. Đây là con Macford 1.35 đây, mình cho lên 1.36. Nói chung mình cũng bỏ chế đại đi, 1.35, 1.36 không khác gì nhiều biệt đâu. Đây, cái đoạn này mình bị chủ quan đây. Đoạn này đây, chết cái đoạn này đây. Đây. Ôi, chết đoạn này đây, bởi vì không chịu rà số ngay cái chân đèo mà lên lưng chừng dốc mới rà số thì chết mẹ luôn rồi. Cho dù máy có mạnh đến mấy mà rà lưng chừng dốc là chết. Do mình chủ quan đoạn này đây. Ôi, may quá các bạn ơi, may mà nó lên được, nó mà không lên được trời, nó hơi mệt đấy. Rồi chỗ này là vòng tua máy ít nhất thì gần 2.000 vòng ấy, 2.000 mấy vòng ấy. Còn là một khoảng từ 1.600 chứ 1.800, gần 2.000 vòng trên phút là vòng tua máy đấy. Thấy ngày máy nó gầm cái này mà rất là gầm. Wow, nhìn ra nó cũng xả đôi, nhìn đẹp ghê luôn á, mê luôn á.
Và thật không chơi đầu kéo thôi, chơi đầu kéo mà nhìn đầu kéo vẫn ghiền các bạn nhé. Đặc biệt là chơi mấy con đầu Mỹ nhìn nó ghiền, nhìn nó đẹp. Đặc biệt là đầu mắc phọt hoặc là đầu Volvo á. Nếu mà cái đầu như đầu gốc của game, như chẳng hạn như đầu Ken T680, đầu Vitabit 359 thì mình thấy nó bình thường lắm. Mà nhắc về các cái dòng đầu Mỹ ở Việt Nam thì ra ở Việt Nam thì nó cũng có đầu Ken nhá, nhanh nhắc đầu Ken Quốc á, có nhá đầu Ken, nhưng mà hiện tại Việt Nam đầu Ken nó không nhiều, cũng có một vài con Ken T2000 và Ken T bao nhiêu nữa nhở, T6 thì như ở Lâm Đồng có một con dòng Ken CD600 nữa, nhìn đẹp lắm. Dòng Ken thì nhìn dòng Ken là nhìn từ xa biết liền là dòng Ken, vì dòng Ken là nó thiết kế dạng rất, trong tất cả các dòng xem đầu kéo Mỹ thì dòng Ken nó thiết kế rất là khí động học, mũi thấp, bắt đầu nó vuốt lên trên vuốt từ mua từ cái nóc, từ cái nắp cabo tới cái chân gió, tới phần mùi gió, nó vuốt một cách hết sức là khoa học và nó vuốt một cách rất là khí động học, và nhìn từ xa thì chúng ta nhìn thấy giống như kiểu là một cái dốc các bạn, nhìn giống như kiểu một cái dốc đó. Đó dòng Ken này nhìn từ xa cái này biết liền, đó là dòng hiện đại, dòng các cái dòng series từ 2000 trở đi ấy, và dòng series 600 ấy là đời mới mà nhé, đừng nói là đời cũ, vì đời cũ thì nó nếu mà nhìn đầu cũ thì nó so, đầu Ken so với đầu Vitabit hoặc là đầu Vitabit này rồi một số đầu cổ khác thì cũng khác với nhau, vì đầu cổ thì nó vuông vuông na ná với nhau thôi. Còn về các format thiết kế hiện đại thì mình thấy đầu Ken thì nó thiết kế rất là khí động học. Anh em nào yêu thích bộ phim 18 bánh xe công lý thì không còn quá xa lạ đối với dòng Kenwood T2000 rồi. Đấy. Nhìn nó đẹp thật ấy. Hỏi xem nhìn đẹp. Mà Kenwood T2000 mod trong game F2 nó xấu tệ hại luôn. Ở ngoài nó đẹp bao nhiêu, trong game thì nó xấu vãi. Ôi, cái số là máy này gầm lên một tí anh em nhé. Nó gầm lên. Con này hiện tại thì mình vẫn chưa làm skin nhé anh em nhé. Con này có file làm skin nhưng hiện tại mình bận quá, với hai là cái file của nó mình chưa chuyển đổi được ấy, nên là mình chưa làm được. Con nó có file PSD chứ không phải PDF. Nó giống như kiểu dạng file template ấy. Chuyển đổi ra. Đây, tại vòng tua máy của mình khá là cao đây. Rồi tại thì mình mod nhiều thứ cho nên là cái bảng tắp lô, bảng đồng hồ nhỏ thì cái GPS hay là cái gì đấy nó bị đen, nó bị màu trắng, với lại cái bảng thông số nằm ở giữa tắp lô màu đen. Đây là do mod nhiều cái vô cùng cái VLAN game. Hiện tại mình đang chơi một cái profile map Việt Nam đúng không? Hiện tại mình mod rất nhiều con. Blue Sky trong cái profile đó gồm có Blue Sky này, Home 28, Home Movie Home 28, 29 này. Rồi Pro Star này, Volvo chứ không có, có Hovo này, rồi 3-4 cái đầu kéo nữa, có một cái đầu Fastnite FLB, một cái Intel 9800 nữa, và con này nữa. Đấy, trong một cái profile mà rất là nhiều xe thì nó không, nó sẽ dẫn tới hiện tượng đôi khi nó bị lỗi một vài thứ. Đây nha anh em nhé, đây là chỗ vị trí quen thuộc của mình. Lần trước mình đậu con Hovo thì lần này mình sẽ đậu con này ở đây để kiểm tra. Đây là điểm dừng chân, nói chung là trạm dừng ăn uống, rồi là kiểm tra máy móc lốp liếc trước khi đổ đèo. Bây giờ hiện tại từ đoạn đường này trở đi chúng ta sẽ đổ đèo rất là nhiều. Và trong phần 2 thì sẽ có mưa rất là to anh em nhé. Đúng kiểu thời tiết ở Tây Bắc luôn. Mưa rất là to. Trong game này thì mình cũng mô phỏng lại y tương tự như cái hiệu ứng thời tiết
của Tây Bắc luôn. Đó, chuẩn bị tí nữa là phần 2 sẽ đổ đèo từ đây đi. Mưa to các anh em ạ. Vậy rất nhiều các cái chi tiết trên xe được mạ chrome rất là đẹp cho anh em nha. Đấy, mâm A là kho nha anh em nha, rất là chịu chơi. Bác tài rất là chịu chơi, mâm A là kho đấy. Bóng 7. Đây, hôm 28, 29. Đây. Đây, mâm xịn sò anh em nhé. Có các thông số trên mâm, được dập trên mâm nhé. Đấy. Đây, cái này đây, rất là xịn sò đây. Kiểm tra lốp nha anh em nhé. Hiện tại mình đang đi kiểm tra lốp. Rất là xịn sò đấy, không phải đùa đâu. Đây. Mâm xịn đấy, mâm A là quá xịn đấy. Có đầy đủ các thông số trên mâm đấy. Rất là thực tế luôn nha anh em nhé. Thấy không? Thực tế luôn đấy, A là kho của Mỹ đấy. Đó, thực tế luôn. Rồi, phần cuối thì phần cuối của video gác tài móc phọt kéo công 53 feet giao hàng trên cửa khẩu Tây Trang Điện Biên cũng xin được phép kết thúc đây các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy hay, đừng quên giúp mình nhấn like, share và subscribe để ủng hộ kênh mình. Và một lần nữa thì xin lỗi các bạn ạ. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của video. Hứa hẹn sẽ rất là nhiều pha và đồng hè và lên đèo hấp dẫn lắm đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các phần 2 của video ạ.